Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề của em. Mọi người mua hàng liên hệ số hỏi trên màn hình 034 830 843. Rồi, theo dõi kênh, bấm vô đăng ký nha, để được thông báo mấy cái video mới. Đây, hôm nay em về được cái một cái nồi áp suất nha mọi người. Một cái nồi áp suất của Nhật. Nồi cũng khá to, 6 lít. Phù hợp mọi người. Nói chung là hàm nấu nó rất là tốt. Hàm được con gà luôn nha mọi người. Tại vì cái dung tích nó to, cao. Tới 6 lít rồi. Khá là to. Với mấy món đồ thường thấy nè, như ép tỏi này kia. Rồi cây búa, cây hước li vô. Rồi cái video hôm nay có mã là 186 nha mọi người. Mọi người mua hàng thì liên hệ, thông báo cái mã giùm em để em kiểm tra ha. Rồi đầu tiên đây, cây cảo, cảo kẹp gỗ nha. Cái gỗ này nó dạng, nó là bằng đồng, cảo của Nhật. Đây, có thương hiệu trên đây hết nè. Hàng Nhật. Dạng làm đồ mini mọi người. Mình rất là cần cái cảo này nha. Ghép mấy cái gỗ mà dạng mini nhỏ nhỏ. Nó là làm rất là tiện. Đây có hai cây ha. Cây nhỏ là khoảng 20-22 nè. Còn cây to này gần 30 đó, 28. Rồi bán một cặp nha mọi người. Cái loại này rất là ít thấy luôn á, nó ít về lắm, nên lâu lâu được có một cây, hai cây đó, ghép lại thành cặp thôi. Rồi mã số 1 nha, 250. Tiếp theo là có một cây, cái tách đựng nước, đựng gia vị rồi của Nhật. Đây thương hiệu này, của ở Osaka sản xuất. Cái này bằng đồng nha mọi người. Đồng thau nè. Bằng đồng nó rất là thanh. Cạo ra rồi, thấy là nó bằng đồng. Rồi, chung nhỏ, gọn, nặng, dày. Để cái đáy nó rất là dày luôn. Này, kích thước nó nhỏ nha mọi người. Đó. Rồi mã số 2 nha, 200 ngàn. Cái tách bằng đồng. Số 3 là cái ép tỏi 150. Ép tỏi của Nhật. Đây, giờ bàn. Ép không gỉ. Rồi mã là số 3, 150. Tiếp theo cũng là cái ép tỏi. Cây này có hiệu của cây nè. Cây cũng Nhật luôn mọi người. Cây này bằng nhôm, cây ghi bằng thép không gỉ. Cây này bằng nhôm nha. Nguyên cây bằng nhôm. Rồi mã số 4, 150. Rồi số 5. Cây này là Taiwan xuất Nhật. Xuất Nhật Taiwan. Cây này không biết chất liệu bằng gì mà nó nặng lắm.
nó nặng hơn hai kia. Giống như bằng gan ha. Nó nặng. Gan nó xi lên. À, không có hít. Rồi mã số 5 100 ngàn. Sáu là cây búa nha mọi người. Cây búa này rất đẹp. Đây, cây búa Made in Japan sản xuất. Cây búa này nó xi bóng loáng luôn nha, xi rôm bóng loáng luôn nè. Cây búa này làm chuyên dụng gì đây mà nó xi rất là bóng nha. Với lại nó size nó nhỏ, không ai lấy đóng đinh đâu mọi người. Nãy chân lùi à, nè, nó bóng láng đó. Còn mới chưa sử dụng luôn. Đây còn tem nè. Kích thước 23cm. Trọng lượng nó là 130g. Đây có ghi luôn nè. Rất đẹp. Cái này mà mấy bác chuyên vừa chuyên làm đồ da đó thì xài nó được, nó làm láng để đóng lên đồ da mà. Rồi mã số 6 nha, 300 ngàn. 7 là cái kềm, mà kềm này mình tách tách vỏ càng cua gì cũng được, hoặc là tách cái hạt mấy cái trái mà vỏ cứng á. Nó có cái lưỡi này là để tách vỏ nè. Đó, dùng hạt điều, hạt ốc chó, hạt mắc ca đồ đó. Phải vô tách nó ha. Cây này là bằng inox này. Rồi bằng thép. Thép không rỉ. Dạng nó pha có hết gì. Nhưng mà thép nó là sáng loáng luôn đó. Nó gần như pha chất, nó giống như thép không rỉ. Đây cái hương hiệu này. Lưỡi còn mới tinh, lưỡi bén. Thép trắng. Cái dòng này là dạng như thép trắng á. Thép trắng mà Nhật nó sản xuất mấy cái kéo này kia đó, chứ không phải là inox, thép trắng. Rồi mã số 7 nha, 250 ngàn. Ô, cái lò xo này làm rất là đẹp luôn, lò xo 2 tầng đó. Những 2 tầng ha. Kích thước là 18,5. Lưỡi nó mở ra được đây, 2/3 rồi, cỡ 2/2 cũng được. Rồi kẹp lại còn 1/1 đó, lưỡi. Rồi chính xác cho mọi người xài nó phù hợp ha. Rồi mã số 7 250 ngàn. 8 là cái dây khóa, dây khóa số của Nhật. Đây cái này hiện tại là đang khóa, đang mở nè. Nó có mã là đây, mã là ngay cái chốt, ngay cái bạch này nha mọi người. Rồi nó có bạch, bạch để đánh dấu 6212. Rồi 6212. Cái này vặn một chiều nha, loại khóa này vặn một chiều nè. Người chú ý ha, vặn ngược lại không được, nó thiết kế một chiều. Đó, nó một chiều thôi, vậy nè. 6212 nha. Rồi khóa lại luôn rồi. Đó, 6212. Dây cáp.
Rồi dây cáp này dài khoảng 60, dây cáp 60 luôn. Rồi, dây cáp 60 nha. Mã là số 8. 200.000. Chính cũng là cái ổ khóa vòng. Đây mã 5225. 5225 nha. Rồi dây này cũng dài 60 nha. Cái này vặn hai chiều được. Mở ra nhanh, vặn tới vặn lui. Còn kia vặn một chiều thì nó phải xoay đúng chiều, nó đúng tới lố thì mình phải vặn qua một vòng nữa. Rồi. Rồi mã số 9 nha mọi người. 200.000. Rồi, tiếp theo là em có cái này. Cái này gói lại để nó sợ nó chạy. Cái kính lúp nha mọi người. Dạng cái kính lúp nhưng mà nó dạng cái cục chặn giấy cũng được, mọi người xài sao xài ha. Rất là đẹp, còn mới nguyên chưa có chạy. Nó là dạng kính lúp đó, không to nè. Không rất là to luôn. Rồi, mọi người chú ý cái hước ha. Đó. Hước từ trên đây đọc xuống là em đọc không được á. Nhìn vô màn hình là đọc không được mà qua cái kính là rõ ràng. Đây. Rồi mã số 10, 300.000. Rất là dày luôn nha, đó. Kính của Nhật. Nó tháo từ trong cái thiết bị gì vậy mọi người. Nói chung là tháo ra, Nhật tháo ra. Đây kích thước nó 7.5 cm nhân cho 7.5. Hình vuông. Nó cắt rất là không có sợ bén gì hết nè. Cắt gọt rất là kỹ, chung nó gia công rất là kỹ Nhật. Rồi mã số 10, 300.000. Mười một là lưỡi cưa cành trên cao nha. Cái lưỡi này của ARS, size 18 cm lưỡi. Lưỡi gắn vô cái cây để mình cưa trên cao. Đó. Lưỡi này dạng lưỡi hẳn. Đây lưỡi hẳn nha. 18 cm. Rồi mã số 11 nha, 300.000. Mười hai cũng là một cái lưỡi của Nhật. Size này là chưa sử dụng luôn, mới. Size 28 nha. Đây 28 cm. Gần 30 luôn nữa. 29. Mà đường cong chắc là nó thiết kế là 30 đó, nhưng mà nó cong lên đó. Tính đường cong là nó 30 nha mọi người. Đây nó cong nha, đó. Dạng cong để cưa nó có lực hơn á mọi người. Này Nhật nè. Mã 12, 300.000. Có lỗ bắt ốc vô. Mình bắt ốc vô cái cây cán gỗ ha. Cái cán đó. Rồi cưa. Rồi tiếp theo cũng là một lưỡi của Nhật mà nó mắc cái bao rồi. Đây, lưỡi màu đen. Lưỡi này to hơn nha. Mới chưa xài luôn. Lưỡi này dạng là 35. Đây 35 nè, tính đường hẳn là 35, tính cong là nó hơn luôn. Cong chắc nó cả 40 á. Cái này nó cong hơn rất là nhiều nè. Nhiều hơn cái lưỡi kia. Này cưa rất là lực luôn, nó bám vô rất là lực. Lực cưa nó siết cho mình cưa nhanh, cưa nó nhanh đứt hơn. Hơn cái lưỡi hẳn. Lưỡi này rất là to. Nó lỗ bắt ốc mọi người. Về chế cán vô dặn ốc lại. Rồi mã 13 nha. 300.000.
Còn 14 là cái thước nhôm của đây. Level cao D. Cái thước nhôm, cây này có 500 hết mọi người. Nè, có 500. Hai viên 500 các bạn hết để mình cân vô mấy cái vàng sắt rồi. Nó dễ nhanh. Size 38 cm. Ba chiều ha, ba hướng, cân đi vô ba hướng. Và mã 14 nha. 250.000. 15. Cái này là cái kính cận ha, mà nó bị mất hết chồng rồi, bán cái rộng. Dạng như bán cái rộng nè. Kính nó là dạng cái kính của Nhật nha mọi người. Kính này của thương hiệu Nhật nè. Thương hiệu không có thương hiệu đâu. Chơ mẹp, đó chơ mẹp. Thương hiệu nó của Nhật nè. Xem này cho nè, cái thương hiệu tên này nè. Japan, đó Japan đó. Thương hiệu của Nhật ha. Nó mắc một bên chồng rồi nha. Còn bên kiếm. Mọi người về đi cắt kiếm gắn lại ha. Đây hiện trạng đó nè. Hiện trạng nên thân nó không biết còn chất liệu gì mà nó rất là dẻo nha, không sợ gãy. Cái này cũng cứng, nó dẻo chứ không phải cứng, nó đàn hồi, nó không sợ gãy mà cũng không mềm, không có bị mềm cong rồi. Và mã 15 nha. 150.000. Rồi cuối cùng là cái nồi áp suất. Đây. Này cái van an toàn mọi người, hai van an toàn nha. Đây. Thương hiệu Riken 6 lít, áp suất là 0.8 kg. Đó, ngoại hình nè. Nè, Riken thương hiệu đó. Thương hiệu của Nhật. Nói bằng nhôm nha mọi người. Bằng nhôm hợp kim rất là chắc. Đây hai cái van an toàn nè. Đây bên trong. Trong là món này xài là rất là bền luôn. Nó rất là dày ha. Dày nặng mà nó bền. Không sợ bị gì hết. Chịu áp suất cao nữa. Rồi. Kích thước nè. Miệng 20. Cao nó khoảng 17. Cái cục áp suất này nó như vậy nha mọi người. Đó. Nó hoạt động rồi, nó kiểu thiết kế nó như vậy ha. Mọi người xài chú ý đừng làm mất thôi. Nó dễ bị mất đi á. Không có cùng loại nó để mình thay đâu. Rất là ít khi có.
Rồi, cái này sức mã 16 nha. 1 triệu 1. Mã 16, 1 triệu 1. Rồi, cảm ơn mọi người. Hẹn gặp lại video tiếp theo.